tủ lạnh hư, đồ điện hỏng không xài nữa đây. Ủa chị ơi, sao kỳ vậy? Cái tivi đó giống hệt như tivi của nhà mình luôn kìa. Không phải đâu, chắc tivi của nhà ai đó nhìn giống thôi à. Vậy là họ đã có tivi mới rồi đó, ghen tị ghê. Mẹ ơi, tivi của nhà mình đâu rồi hả mẹ? Mẹ đã bán rồi. Bán rồi. Nhưng tại sao mẹ lại bán tivi vậy? Hai đứa mau về phòng làm bài tập của mình đi, nhanh lên. Chị ơi, chị có thấy chuyện này kỳ lạ không? Bình thường không phải mẹ cũng xem tivi rất nhiều hay sao chứ? Nếu không được xem phim hoạt hình nữa thì chắc chị sẽ nổi loạn cho con. Khoan đã, có khi nào mẹ bán tivi cũ để mua tivi mới không? Sắp tới là sinh nhật của em rồi, để em hỏi bà thử coi, biết đâu chúng ta có tivi mới xem. À, em nói thiệt hả? Bà xã à. Ba về rồi kìa. Đây là lúc nào rồi mà anh còn tâm trạng để say xỉn hả? Anh gặp Dên Trên chưa? Đã nói chuyện với người ta chưa? Anh đã tới nhà tìm nhưng không có ai ở đó hết. Tại sao cậu ấy lại có thể đối xử với anh như vậy? Em đã nói với anh là phải cẩn thận khi cho người ta mượn tiền rồi mà. Cho dù là bạn bè cũng vậy. Có nghĩa là Chadu à, bạn làm xong bài tập toán chưa vậy hả? Phải rồi ha, đó là bài tập về nhà mà. Nếu lát nữa cô kiểm tra chắc chắn mình sẽ gặp quả lớn cho mà coi. Minji à, cho mình mượn bài tập của bạn đi, mình sẽ chép nhanh thiệt là nhanh luôn. Chadu à, thực ra hôm qua mình đã định làm bài tập rồi, nhưng mà vì nhà của mình có chuyện cho nên là... Nhà bạn có chuyện gì vậy hả? Chuyện này khó nói lắm, mình không biết phải nói sao với bạn nữa đây. Liệu mình có tin được bạn hay không đây Chadu? Hả? Ý của bạn là sao chứ? Bạn nghĩ là mình đang nói dối để được chép bài tập của bạn hả? Các em, tiết đầu tiên là tiết toán đúng không? Các em đã làm bài tập tuần trước cô giao hay chưa nè? Thôi tiêu rồi. Nè cả lớp, các em đã nhớ công thức tính diện tích hình tam giác rồi có đúng không? Trời cha đu, mau giơ thẳng hai tay lên chịu phạt cho cô. Cha đu à, tay của bạn có bị mỏi lắm hay không? Lát nữa về ghé qua nhà mình cùng làm bài tập đi nha. Có phải hồi sáng bạn đã thực sự nghĩ rằng mình nói dối để khiến bạn đưa bài tập cho mình chép có đúng không? Chuyện đó, mình chỉ nghĩ nếu đưa bài tập cho bạn chép thì không tốt cho bạn lắm. Thì ra bạn thật sự nghĩ là mình quên làm bài tập gì ham chơi sao? Rõ ràng mình đã nói là nhà của mình có chuyện rồi. Chadu à. Không được. Bạn đã thua. Đã. Chỉ một chút nữa thôi là mình thắng rồi. Còn có vòng cuối cùng thôi mà. Bạn chơi tiếp đi. Mình cũng muốn được nhìn thấy bạn qua vòng cuối cùng. Nhưng mà bạn là ai? Nhanh lên, bắt đầu rồi. Bạn cứ để đó cho mình. Bạn đã chiến thắng. Bạn chơi giỏi thiệt nha. Tụi mình làm bạn với nhau ha. Tên của mình là Chê Hui. Nè Chadu, bạn có thích vẽ tranh hay không vậy hả? Đó là môn mình thích nhất luôn á. Thiệt vậy hả? Lát nữa bạn có muốn đi vẽ tranh với mình không? Hả? Ở đâu lần vậy? Mình cứ tưởng là chúng ta sẽ đi vẽ tranh chứ. Sao bạn lại tới nơi này? Hả? Đó là cái gì vậy? Là tranh mình vẽ đó. Khi tâm trạng không tốt, mình hay tới đây vẽ tranh lắm. Nhưng mà tụi mình có nên vẽ ở đây không? Bạn yên tâm, mấy cái này có thể dùng nước xóa đi hết mà. Nhìn hay thiệt á. Vậy còn chờ gì nữa, bạn cũng thử vẽ đi. Công nhận nhìn vui thiệt ha. Vui đúng không? Rốt cuộc con đã làm cái gì ở trường vậy hả? Cô mới vừa gọi điện mắng vốn mẹ kìa. Cô nói con không chịu làm bài tập về nhà, lại còn ngủ gật ở trên lớp nữa.
Đó là vì con có chút việc cần phải làm với bạn của con. Nữa, con nói cái gì? Mẹ không có dư tiền trả tiền học để con bỏ đi chơi với bạn bè đâu, con biết chưa? Vậy chắc con bỏ học là được chứ gì? Dù sao nhà mình cũng hết tiền rồi. Hả? Con vừa mới nói cái gì? Chú Dân Chất đã học ở một trường đại học rất tốt, nhưng rốt cuộc chú ấy vẫn phản bội ba. Hả? Con, làm sao con biết được chuyện đó? Mẹ nói học hành chăm chỉ sẽ biến con thành một người tốt, nhưng đó chỉ là nói dối thôi. Cái con bé này, hôm nay mẹ sẽ không tha cho con đâu. Tao cởi vớ ra nhanh lên. Bà xã à, em hãy bình tĩnh lại. Trời ơi, chắc bạn đau lắm đúng không? Hơn là còn có ba của mình nên không tới nổi nào. Cha Đu à, mình mới nghĩ ra ý này. Hả? Mình hãy tới tiệm tóc làm đẹp đi. Ở đó mình sẽ làm cho bạn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Là Minh Chi hả con? Bác gọi để hỏi thăm vì chưa thấy cha Đu về nhà đó mà. Hả? Không có gì đâu, con bé vừa về tới nhà rồi. Ý, thiệt. Con đã làm gì với mái tóc của mình vậy? À, được rồi, mấy đứa mau về phòng đi. Anh bỏ em ra coi. Bây giờ con bé đang rất nhạy cảm đó em. Nếu em nổi giận với nó, anh nghĩ sẽ không tốt đâu. Wow, công nhận nhìn mình lạ thiệt ha. Nhưng lại giống một nghệ sĩ. Nhìn đẹp ơi là đẹp luôn. Cha Đu à, bộ bạn bị bệnh gì hả? Nhà bạn xảy ra chuyện gì sao? Tóc của bạn rất là đẹp. Nhưng mà nói thiệt là mình thích kiểu tóc cũ hơn. Sao vậy? Mình thấy kiểu tóc này rất là mới lạ mà. Bạn thấy thích là được rồi. Mà Cha Đu nè, mình có chuyện muốn nói á, liên quan tới cô bạn mà bạn đang chơi chung á. Chơi hôi hả? Mình không nghĩ bạn nên đi chơi nhiều với bạn ấy đâu. Tại sao chứ? Bạn lấy tư cách gì mà cấm mình chơi với người khác? Lúc mình thật sự cần bạn giúp đỡ thì bạn lại nghi ngờ mình. Và người đã giúp đỡ mình khi mình gặp khó khăn không phải là bạn mà chính là Thê Hui đó. Cha Đu à, không phải là mình không tin bạn, mình chỉ lo lắng thôi. Hả? Cái gì đây? Hả? Cha Đu à, mình làm vậy là vì lo lắng cho bạn thôi mà. Đừng hiểu lầm mình nha. Bây giờ tụi mình đang học toán ở nhà của Sơn Hôn đó. Tụi mình sẽ đợi bạn tới cùng học luôn ha. Nhất định phải tới đó. Trời ơi, thiệt là sao bạn phiền dữ vậy? Nếu không có chuyện gì làm thì về nhà học bài đi, đừng đi theo mình nữa. Nhưng chúng ta là bạn mà, mình không thể khoanh tay đứng nhìn bạn mãi lún sâu vào con đường này được. Mình đã từng nghĩ chúng ta là bạn của nhau đó, nhưng mà bạn thì lúc nào cũng chỉ trích tất cả những việc mình làm. Mình không chỉ trích mà chỉ lo lắng cho bạn thôi. Mẹ của bạn cũng lo lắng cho bạn lắm đó. Sao tự nhiên nhắc mẹ mình ở đây làm gì? Đi chờ khuất mắt mình đi. Mình muốn ở đây chơi game. Thê Hui à, bạn lấy tiền ở đâu ra vậy? Mình nhớ là bạn đã xài hết tiền từ lâu rồi mà. Thì sao? Bạn nghĩ mình đang ăn cắp đúng không? Tiền này là do ba của bạn mới đã cho mình á. Chú ấy là người lạ nhưng còn tốt hơn bạn rất nhiều lần. Không la hét với mình còn cho mình tiền mua bình xịt màu nữa. Thê Hui à, bạn đang nói gì vậy? Trời, làm hết không? Bạn tới hồi nào vậy? Mình hỏi là bạn vừa mới nói cái gì vậy? Cái đó thực ra là bác là ba của Cha Đu sao? Nhưng Cha Đu đã về từ nãy giờ rồi bác ơi. Bác biết là con bé đã về rồi. Hôm nay con bé về trễ hơn mọi ngày nên bác đã đi tìm và thấy hai đứa. Nhưng mà bác tìm con có chuyện gì không bác? Bác muốn hỏi con một chút chuyện. Có vẻ như con là một cô bé tốt, cho nên để Cha Đu chơi với con bác cũng thấy rất là yên tâm. Dạo gần đây nhà bác có chút rắc rối nên Cha Đu buồn lắm. Ở nhà nó không nói chuyện với ai, nhưng khi đi với con thì lại cười nó rất vui vẻ. Con hãy cầm số tiền này rồi cùng đi ăn với Cha Đu. Với lại còn mua bình xịt màu nữa nha. Mà con đừng nói gì cho Cha Đu biết hết. Ba của mình, bây giờ ba làm gì còn tiền chứ? Chuyện gì ba cũng biết vậy mà. Cha Đu à! Alo. Dạ, là tôi đây. Là anh Dân Trên hả? Anh đợi một lát, tôi chuyển máy liền nè. Mình ơi, là anh Dân Trên gọi cho anh đây nè. Wow, đồ ăn ngon quá đi.
tiền cho nhà mình rồi sao? Vậy sinh nhật con có thể mua tivi mới không? Con bé này thiệt là, coi tivi thì có gì đâu tốt, để dành thời gian đọc sách đi con. Ba đang nghĩ là mình có nên mua một cái thật mắc tiền hay không? Yeah! Được đó ba, thích quá đi. Mẹ ơi, nếu như nhà mình đã có tiền rồi, vậy mẹ hãy cho con tiền tới salon để nhuộm lại mọc tóc cũ được không mẹ? Con đừng có ở đó nằm mơ nữa. Tiền ở đâu ra? Để mẹ đi siêu thị mua thuốc về nhuộm tóc cho con đi nè. Chà, chắc giờ mở ra được rồi ha. Sao vậy? Ủa? Hả? Tóc của mình làm sao vậy nè? Trả lại tóc cũ cho con đi. Sao vậy? Mẹ thấy tóc này đẹp quá mà. Đây là cái gì vậy? Tránh đưa à? Có thể đó là... Để coi viết cái gì đây. Lá thư này sẽ mang tới cho bạn một sự may mắn không sao tả nổi. Theo truyền thuyết bắt nguồn từ hàng ngàn năm trước ở nước Anh. Đây là một lá thư dây chuyền đó. Nếu trong vòng 4 ngày bạn không gửi đi 7 bản sao của nó, bạn sẽ gặp xui xẻo. Mình không có thời gian để sao chép nó thành 7 lần đâu. Là ai chứ? Rốt cuộc ai đã gửi lá thư này cho mình hả? Để mình giúp bạn tìm thủ phạm nha. Vật chứng duy nhất chính là lá thư này. Chỉ cần đem nó tới phòng khoa học hình sự lấy dấu vân tay là ra thủ phạm ngay. Vậy chúng ta làm bằng cách nào? Cái đó thì mình cũng không biết. Cãi đi, mình sẽ không tin vào mấy cái chuyện này đâu. Mình trễ học rồi. Hôm nay lớp mình sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp sân trường. Vậy mà mình lại tới trễ rồi. Phân chó ở đâu ra vậy nè? Mình đã quên mang theo đôi dép để thay ra. Đất sét dành cho lớp nghệ thuật cũng không mang theo luôn. Không sao, trên đường đi mình vẫn có thể mua được mà. Nhưng mình cũng quên cái bóp luôn rồi. Bạn đang làm cái trò gì vậy? Đó là cái giá cho việc chế giễu em trai đo mắt của mình. Đây là bạn có đúng không? Mắt của bạn bị lét hả? Mình có chỗ nào trông giống nó đâu. Kìa, là người đó. Thiệt là đã trễ rồi còn gặp mấy cái chuyện gì đâu không à. Ủa nhưng mà mình đang ở chỗ nào vậy kìa? Trời ơi, nhưng tại sao lúc này còn lạc đường chứ? Nè, hôm nay lớp mình được chỉ định dọn dẹp sân trường. Mà sao giờ này bạn mới tới vậy? Xin lỗi nha, hồi sáng mình bị lạc đường. Bạn nói là bạn đã bị lạc đường á hả? Lại đúng vào ngày lớp mình phải dọn dẹp sân trường sao? Nhưng sao lại có mùi cá ở đây vậy cơ? Đúng rồi ha, người bạn ấy có cái mùi như phân chó và nước cống trộn lại vậy. Em đã quên mang theo tiêu rồi hả? Sáng nay lại còn đi trễ không làm vệ sinh lớp. Mau xuống cuối lớp đứng giơ tay lên cho cô. Lại là chơi cha đua sao? Em có thể dùng bã của cục gôm để thay thế cho đất sét mà cô. Không sao chép lá thư nên bạn mới bị xui như vậy hay không? Có khi nào là vậy thiệt không ta? Nhưng mà mình không tin mấy cái trò mê tín đó đâu. Cái này không phải mê tín mà là thư dây chuyền đó. Để đọc thử coi. Sao 4 ngày phải là 30 bản? Nếu để qua một tuần, bạn phải gửi đi là 100 bản. Chắc 100 bản lận hả? Cái này giống như là đang ngồi chép phạt em xin lỗi vậy.
hoàn thành rồi. Ủa, cái này là gì vậy con? Cha đu của chúng ta trưởng thành rồi nha. Hôm nay còn biết viết thư cảm ơn gửi cho ba mẹ nữa nè. Dạ, mọi người ăn nha, con phải đi học đây. Trời, cha đu! Con xin lỗi mẹ, nhưng mẹ có đôi cánh tay rất là khỏe mạnh. Viết 30 lá thư sẽ không mất thời gian nhiều đâu. Mình cứ thấy sao sao á, chỉ vì muốn được giải thoát mà khiến cho bạn học khác phải chịu khổ sở thì thiệt là... Dù sao cũng đã chép lại rồi, mình có nên tặng cho cô giáo nhân từ một bản không ta? Cẩn thận nha. Nè 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 nè, bạn dẫm lên đường biên rồi kìa anh Huy. Mình không có nha. Hả, bạn nói cái gì chứ? Nè, bạn nhìn thấy có đúng không? Bạn ấy đã dẫm lên đường biên đó. Mình không có nhìn thấy gì hết. Hả? Nè, bạn ganh tị với sắc đẹp của mình có đúng không? Người đẹp như mình sẽ không bao giờ nói dối. Cái gì vậy trời? Cẩn thận đó nha. Hãy cẩn thận nha. Cái xém chút là chết rồi. Nè, bộ bạn muốn ám sát mình hay sao vậy hả? Mọi người nghe đây, tập trung tấn công Shadow. Vậy là sao? Có chuyện gì vậy nè? Đừng để cho Chandu có được bóng nghe chưa? Mau ném cho người kế bên các bạn đi. Minji à? Chị hãy xem, cố ném lốc xoáy. Sơn Hu nè, bạn chưa bao giờ tham gia lớp thể dục mà sao hôm nay lại chuyên nghiệp quá? Con huyền thoại Dogbot xin hãy ban cho con sức mạnh. Nhưng ba của bạn là một doanh nhân mà. Cú ném sấm sét. Shadow à, bạn có sao không vậy? Hãy coi mình đây. Các bạn mau buông mình ra. Chuyện này là sao hả? Không phải là em cô ơi, là do bạn Don gây sự với em trước mà cô ơi. Minji à, Shadow chính là người gây chuyện. Hút Shadow nha. Nói chung là cô đã tận mắt nhìn thấy em đang đánh bạn, cho nên cô phạt em dọn dẹp nhà vệ sinh trong một tháng. Thật là uổng công mình coi các bạn là bạn, còn lo cho các bạn chịu khổ khi nhận được lá thư di chuyển. Thôi được rồi, đã vậy thì đừng có trách mình. Hãy chờ xem mình sẽ làm gì. Mình sẽ biến thành nữ thần xui xẻo. À không, mình sẽ phân phát những lá thư xui xẻo cho các bạn. Sao hôm nay bạn vui quá vậy hả? Có phải là bạn đã phát hiện được gì rồi hay không? Bạn gì nữa đây? Sao tự nhiên lại quan tâm tới kẻ thù của công chúng như mình vậy hả Minji? Ủa, cái này là... Mừng ngày sinh nhật dễ thương. Mừng ngày sinh nhật đáng yêu. Mừng ngày đó cha đâu sinh ra đời. Hãy hát vang lời chúc mừng. Shadow à, chúc bạn sinh nhật vui vẻ nha. Đây là quà của mình. Nó là phiếu hẹn hò chính tay mình thiết kế đó. Hôm nay mình hơi bận rộn, nên tụi mình hãy đặt lịch hẹn vào ngày mai nha. Chúc mừng sinh nhật bạn nha Shadow.
Tụi mình đã lên kế hoạch để tổ chức bữa tiệc bất ngờ này cho bạn đó. Mọi người đều háo hức lắm đó nha. Đây chính là ý tưởng của Yunsuk á. Bạn nên mời mọi người đến Burgerland để ăn mừng đi. Sinh nhật của bạn mà. Nhàm chán thiệt. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mình không biết nên nói gì nữa. Mọi người à, sao chúng ta không ra ngoài và chơi bóng đi ha? Nhưng mà Danny định thổi một bài nhạc để tặng cho chúng ta đó. Mọi người cứ nhìn mình như vậy, mình thực sự không thể thổi được. Rồi, không thổi được cũng không sao đâu. Bây giờ mọi người cùng ra ngoài chơi bóng với nhau đi. Và khi mọi người ra ngoài hết thì mình sẽ lấy lại các lá thư. Ủa, đây là cái gì vậy? Là một lá thư sao? Nè, khoan đã, đó có phải là thư dây chuyền không? Hả? Mình cũng có một lá nữa nè, giờ phải làm sao đây? Mình cũng có nè. Mọi người ơi, mấy chuyện này chỉ là mê tín thôi mà, cho nên hãy mau quên nó đi ha. Bạn là người đã gửi thư đúng không? Trời Shadu, bạn là người duy nhất trong lớp này không nhận được thư. Khoan đã, mình không biết là bạn đang nói gì hết. Tụi mình cùng nhau hát lại bài chúc mừng sinh nhật đi ha. Trời Shadu. Đây là